Kính thưa quý vị, mẹ của cu Bin và cu Bo ra để mà đem cơm ra cho hai đứa nhỏ cả nhà ơi. Đây chị nè, à, tới trưa rồi, giờ đem cơm ra. Ôi rồi, hụn lên đây luôn coi. Móc bánh đầu lên luôn coi. Móc bánh đầu lên. Móc bánh đầu lên coi. Trời ơi, mẹ đi ngon cười, có duyên thì ghê không? Giống được không? Được không? Được không nha? Đi lên luôn. Bắt đầu lên. Rồi rồi. Ủa, bao đâu rồi? Cô đi chạy về nhà rồi. Chạy nhà hả? Cái này hai đứa ăn gì đây đâu? Hai đứa ra thèm cánh cà chiên nước mắm. Đâu mở ra coi. Cái gì? Cà chiên. Gà chiên ha. Dạ. Trời ơi, cái món khoái khẩu của mấy đứa nhỏ nè ha. Trời ơi, trời ơi, với vậy với dưa hấu hả? Dạ. Ai cũng khen là mẹ của Bin Bo cừ dễ thương hết trơn á. Quay nữa có chồng không? Thôi, cho mẹ có chồng không hai đứa? Tùy duyên không? Tùy duyên. Rồi vô ngồi cho mấy chị. Rồi chị ăn chưa? Đã chưa. Chưa hả? Ngồi ăn luôn đi, ba mẹ con ngồi ăn luôn. Rồi, kính thưa quý vị, hai đứa nhỏ đây là tới giờ cơm rồi. Cơm phần tài đẻ nè, bà Phạm Quang Âm nè. Ai chia sẻ cho mọi người bún bò cô Xuân đó, thì bà con thấy đây là quốc lộ 2000, đường quẹo qua bên phải là đi về ở trong núi Sam á đó. Đó mọi người, đây là nó ngang với cái quán cơm Tung Lò Mò nha. Đây quán cơm đặc sản nha, rất là ngon mọi người. Bò câu sưng ở đây cũng ngon nữa. Bà con ghé đây làm tô, làm dĩa cơm đi. Rồi muốn thỉnh ông thằng tài ông đĩa đó, qua đây cũng gọi muốn thỉnh đĩa đó, thỉnh luôn nha mấy chị. À mẹ con tới giờ ăn cơm rồi nha. Bò Bin quá giấy xanh kìa Bin. Có dưa hấu nữa nghe. Im quá, im mẹ quá thương. Rồi lên mồi. Ô cái bàn phải sắp cầu vòng. Cơm đi chắc. Rồi lên mồi các bạn ơi. Thôi ăn gà nha. Có cành đâu mà đem cái này ăn. Không phải sợ cái này nè, nhưng mà không có cây dao. Có kìa, ở đây có mà. Có giờ nãy đó. Thôi nhà rồi. Bọn chưa lấy được để đem theo đồ con này nè. Không có cây dao nãy còn cự cái ông đĩa đó nghe không? Cây dao đó cây dao làm thượng. Rồi giờ lại nha. Rửa lại được không? Rửa lại được không? Chưa từng yêu ai. Thôi vậy lấy cái mũ móc đi. Bằng là con gái chưa một lần yêu ai. Mới hai ông thôi nha. Chưa có yêu ai trong sáng này nha. Rồi gọt đi, gọt được không? Không có dao. Nãy bộ mà quên bỏ vô rồi. Vậy cạp đi. Múc muỗng chứ sao cạp được. Vậy chưa? Vậy chú kết bạn Zalo đi rồi con gửi địa chỉ qua cho chú. Hỏi chú ở đâu? Chỉ cho địa chỉ cho mau. Dạ, rồi. Chú kết bạn Zalo đi rồi con gửi địa chỉ cho chú. Mé không có mày chờ. Hỏi chú ở đâu? Tô đâu, có tô nãy đâu. Không hỏi. Mày bé quá ha. Hỏi địa chỉ cái gì? Dạ, địa chỉ là ở ngã tư. Ngã tư đường này đường gì ta? Quốc lộ 2000. Địa chỉ nhà. Con nói vô hẻm 233. 233. Thì 233. 233. Ừ, 233. 233. 233. Sao kiếm vậy đi. Trời đất ơi. Ba mẹ con chơi một thao rồi ha. Làm được quá ha. Chắc bò nó quất nửa thau hả? Chị hả? Em ăn có một chén hả? Được dạ. Thôi, đừng có ngại, mình cứ nói thẳng đi có gì đâu. Ba chén hả? Ba chén. Cái nào cũng vậy thôi, chứ ba chén rồi cho hết. Sao giữ heo quá không? Bỏ ở đâu? Không gạt tay điện gì không chị? Điện chị á? Chứ không, có chịu không? Mẹ có con Bên với con Bo, thằng Mập này chưa có vợ nè. Nó cũng 38 hay gì đó, 38, 39 rồi đó. Phải bữa đó nói cái câu quậy, có nói chú nào chú ba gái có thêm hai thằng trai nữa không? Đây nè, có ngồi
Rồi, kính thưa quý vị, đó bữa cơm trưa của ba mẹ con nha. Bữa nay ăn sang chút xíu nha, bữa ăn nước tương rồi. Tại vì bà con người ta trợ duyên cho cái tịch tài đó, bởi thành ra có gà, đùi gà ăn nha. À, mấy bữa kia thì ăn cơm với nước tương, ăn bánh chuối nướng. Bữa nay ăn cái này ngon nha. Rồi có nước tương gì không? Gì đó hả? Ốp rồi, ốp sẵn rồi hết trơn rồi. Rồi có mấy cái muỗng vậy? Ba cây. Ba cây có 6 người mà đây có 3 cái muỗng à. Ừ. Mấy chú ăn chung luôn. Ai biết đâu. Thôi, nó chơi cho 3 muỗng ăn đi, phải 6 muỗng thì ăn chung được. Rồi 3 muỗng rồi, đã ăn rồi. Ăn đi coi bữa nay ai ăn nhiều nhất là người đó chiến thắng. Mấy chú nhìn mấy mẹ con ăn mà mấy chú vui xích rồi. Vô, xích qua bên anh. Ừ, rồi đó. Rồi ông đĩa nè. Rồi, rồi đó, rồi ăn đi, ba mẹ con ăn đi. Vui, ba mẹ con ăn vui. Quay cảnh ăn cơm luôn. Thôi ăn sao nha. Ba mẹ con ăn ngon rồi hơn nhà hàng nữa đó. Cô Huệ ơi, chồng ăn chay hả? Đẩy sớm rồi đi. Gà nó gớt hết ăn rồi nha. Dạ bà ngoại ăn gà đâu có được. Vậy hả? Ờ, bình thường ăn vịt không hả? Thôi đừng có nói tới vụ đó, nó ăn không được rồi, được rồi. Ngoại bây giờ thì coi ai ăn mạnh nhất. Ăn nha, không có cười nha. Nửa thao thì chắc Điền ăn hết quá. Còn nửa kia thì hai mẹ con cho ăn. Đó. Ba mẹ con đó quý vị. Cơm hơi nhiều. Do mẹ có chồng không? Qua Tết có chồng luôn. Có ông kia. Cho đi, ăn kiếm bà ơi. Kiếm bà mới. Không lẽ đàn ông trên đời này mắc hết sao, phải không? Cũng còn không nhiều bởi vậy. Đâu có dám chỉ xấu cho ai cũng cầm đủ lắm á. Đâu ăn, đâu dám. Vậy hả? Ai biết đâu năm sau số đỏ là sao? Đó, năm sau sao hơn năm sau. Năm sau được á, năm sau... Tôi thấy là bả là coi... nghĩ mấy số không coi tiếp pin bo lao thường đại với ông đổ địa đi chứ ổng độ pin bo đó lao ổng hai mấy ổng hoài bên thời gian đâu nấu cơm hai đứa ăn có chị để bữa nào pin bo cho nấu cơm cho mẹ ăn bữa rồi hai pin bo chiều nay liền nè chiều nay nấu liền nè biết nấu mà biết không thì chiều nay nấu ngoài nó là pin bo là biết giặt đồ nè biết nấu cơm rửa chén rồi đủ hết trơn luôn để chưa biết nấu làm ăn thôi rồi vậy chưa có tin quê để vô là xác thịt mới được mình thấy chiều nay nấu luôn nấu cho mẹ chứ ngoại ăn lẩu về đây trời cơm rồi sao không để cho người một cái comment đó tại giờ biết ngoại nó để đâu biết không dạ trời nguyên thao vậy đó hả mà lại còn tại nãy lo chăm quá bây giờ chú nói cho pin bo nghe nè tụi con nên nhẹ thịt ra cho mẹ ăn tại vì nhiều khi tôi ý nói mẹ không có gắn nữa hả thôi đưa cái đuổi cho mẹ cảm đi ừ ôi gắn cạo gắn cắn được cái tường mà không cắn là cái nó có cái giữa nó còn nguyên á mày cái đúng không gì à, gì vậy tôi bát điện nó vậy nè tôi bát điện mối à mối điện tôi bát điện quá trời luôn dạ luôn nghe coi dạ alo 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 mô tô của ai đang cơm dạ alo dạ alo dạ con là cháu cô Huệ nghe mở lo lên coi cần cái gì hỏi cô chú cần cái gì dạ alo dạ con là cháu cô Huệ chú ủa sao kết bạn không được chú ở nước ngoài gọi về là kết bạn không được á chú được chứ bình thường hỏi chú cô chú đó có Zalo không có Zalo thì kết bạn qua số điện thoại của ngoại con bình thường thôi ngoại con có đăng ký Zalo mà ba mẹ con ăn cơm nè cái nhà ở chưa ba cây muỗng
Đây bữa nay thì ăn được mấy cái đùi gà, mấy cánh gà chứ. Ăn được lâu rồi, bữa nay dưa hấu. Bữa nay ăn ngon rồi đó nha, bữa nay ăn ngon dạ được luôn. Bữa đó. Dạ. Thôi ăn nước tương không à. Dạ luôn. Đây người nước ngoài điện dạ về. Alo. Dạ alo. Alo vậy. Alo sao chú không nói chuyện vậy chú? Kêu bây giờ chú kết bạn Zalo đi, tại vì ở bên nước ngoài điện nó mất sóng nữa đó, không có nghe nữa đó. Chà, tắt rồi. Tắt mạng yếu gì vậy? Mạng nước ngoài điện về vậy đó. Mạng yếu rồi. Vậy mình kết bạn với ông có được. Không có được. Không được mình không được, kết không đâu có kết bạn được, ở bển nhiều khi người ta gọi bằng thẻ nữa. Quan trọng là kết bạn với bên con. Rồi để đi tập trung chuyên môn đi. Rồi ăn mạnh vô. Vô. Dạ. 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 Rồi bữa nay vô đi cô. Dạ có, ngồi tới chiều là. Chiều mà nó giờ mới xếp cái gì á. Vậy đó hả? Dạ. Rồi chạy về nhà lấy đem lại đi. Dạ chiều đi cô, chiều cũng được nó ở tới 3 4 giờ chiều luôn, 3 à. Chiều luôn. Rồi xuống đem lại. Rồi gần đổ nghe. Nè cái này để qua đây nè. Ừ đó trời đất ơi. Rồi đút cho chú Thảo miếng luôn. Thôi ăn đi. Rồi đút cho chú Thảo miếng lên. Rồi ăn đi. Rồi cắn cái đó đi chú Thảo. À, Vinh Vinh vô ngồi đây cho nó đoàn tụ. Giống á. Ừ, giống chú Vinh á. Ừ. Giống chú Thành đó nha. Chịu không? Chịu có trai mới không? Cũng chưa biết. Thằng Bo chịu có cha mới không? Không biết luôn. Không, không biết luôn hả? Nhỏ nó tùy duyên. Thôi giờ bả chọn ai bả chọn cái gì? Hả mà bôi pin bo. Dạ. Bả chọn ai bả chọn đi biết gì đâu. Mà trước khi ấy rồi tút lại nữa, tút lại một cái nữa. Tút vào đi. Tút một chết. Đi chồng găng lại phải không? Có thì Vinh tại chợ đi. Hai điện nữa. Nữa, ông điện nữa rồi đó, nước ngoài. Dạ alo. Nghe coi, dạ, con là cha cô Huệ chứ. Dạ cũng ghi âm như đây nè. Nghe không? Dạ luôn. Dạ luôn. Dạ luôn. Chú 10 phút kêu điện rồi chưa? Điện về nước ngoài mà được. 10 phút mà điện về ba nước ngoài đó ba. Mà điện lại cho bạn luôn. Dạ luôn. Đó đó nhà cái cảnh mà buổi trưa ăn cơm của mấy mẹ con đó. Buổi trưa giờ này là khoảng 12 giờ. Nó ăn cơm hơi trễ nha quý vị. Chia sẻ mọi người nha. Chia sẻ mọi người một lần nữa, bà con có thể là tới đây. Ở đây là thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thì cái đường mà mình chỉ ngón tay mọi người thì đó là đi ra ngoài thành phố Châu Đốc, trung tâm Châu Đốc. Ở đây cái đường này là đường quốc lộ 2000, để mình quay qua đây cho cả nhà xem. Thì ở đây là cái ngã tư, thì quẹo phải đi hướng về núi Sam, còn quẹo trái cái đường đó bên đây quốc lộ 91, còn này là quốc lộ 2000 nghe cái nhà nghe quán cây xanh đó cả nhà. Tới hỏi người ta là người ta chỉ, thì nó đối diện với quán bún bò Quế Cô Sưng nổi tiếng ở Châu Đốc nha. Còn ngang bên đây thì là cơm tung lò mò, cũng là đặc sản ở Châu Đốc, rất là ngon. Ghé là một dĩa là một tô bún đi rồi hả, qua đây một hồi muốn thịt gì đó thịt. Đây quý vị ở nhà. Đây là cảnh ba mẹ con ăn cơm nè, quay quần với nhau ha. Nó ăn cơm nó chơi nguyên cái thau vậy đó nè. Đó điện mà không nói chuyện. Rồi, không con ăn cơm đi, chạy đi. À, nếu mà chú có điện lại con kêu chú kết bạn Zalo đi, tại vì nhiều khi bên nước ngoài chú gọi bằng thẻ hoặc là cái sóng nó không có nghe được, khó lắm. Vậy nó bị giống như mình ở ngoài này sóng cũng yếu này, máy số luôn, điện máy số luôn. Gớp nhá. Rồi ăn cơm vui vẻ nha. Đây mình thấy ông này đó là đấu khuôn, ông này ông đấu khuôn nó đẹp hơn đó. Này cũng đấu khuôn nè, còn ông này ông thằng Đài nè, nhưng mà chưa dễ mắt. Ai muốn thịt thì hai cháu nó sẽ dễ mắt. Thank you.
chỗ khuôn người ta có khuôn đổ đó, con này nó sơn lại nè, ở đây nha, này bằng thạch cao hay là bằng đất nung gì không biết nữa, này nhựa, mấy cái này là toàn là người ta bỏ bên đường đó quý vị, người ta bỏ bên đường đó rồi nó thịt về để mà nó phục hồi sửa chữa lại, rồi cho gia chủ mới ai muốn thịt gì đó là thịt, rồi cũng lì xì cho bé bao nhiêu cũng được, bé nó không có đồ nổi thôi cả nhà. Rồi dời qua bên đây quý vị ơi, chưa nắng quá nắng rồi, hai đứa nhỏ dời qua đây, ông chủ bên bún bò Quế ông kêu qua đây, ông chủ cũng tốt đó mọi người, cho hai đứa nó qua đây nó mát nè cả nhà. Bây giờ mình nói nắng quá nắng rồi. Đó, này chị nè, mẹ của hai đứa nhỏ đó. Rồi giờ mấy ông Phật qua đây. Ngâm nè. Đó. Ông Địa ông Thần Tài qua. Để mấy ông để ông Thần Tài ra trước nè, để cho nó ngay ngắn mấy con. Để ngay ngắn nè, ta chạy qua. Để trước này nè. Ừ, đó sẵn mình phơi luôn, phơi nó sơn luôn. Nó khô. Rồi đem mấy ông Phật và Phật ra trước. Ai có duyên thì thỉnh. Đây nè, hai cặp. Ông Địa ông Thần Tài, đây ông Địa nè. Điểm thần tài nè, cái này là mẫu tự nhiên của người ta có khuôn đúc nè, con này mẫu xưa nè, mẫu xưa mà mấy bé phục hồi lại nè, còn này thì nó chỉ phục hồi sơ sơ thôi, cái này là cũng phục hồi sơ sơ lại, còn này là nó mới sơn nè, cái này ai sơn, biết sơn ai sơn à? Này cũng ta cũng ta chưa? Ủa con ta chưa hả? Dạ. Vậy là đang đợi người ta lợi lãnh hay gì, người ta thỉnh dạ. Hay gì? Chưa hả? Có nữa đi gửi cho người ta. Vậy hả? Dạ. Rồi đây cả nhà. Ở nhà ai có duyên với ông nào thì lại sành thỉnh nha. Rồi mấy ông ở trong này là chưa, người ta chưa thỉnh phải không? Dạ chưa. Ừ, con này là con mới nhận nè, con mới dạ. mới nhận làm. Còn cái này mấy ông này có ai thỉnh chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn phải không? Dạ. Này là quý vị có ai thỉnh thì đây thì thỉnh nha. Miễn phí hoàn toàn nha mọi người. Lì xì cho mấy cháu nó bao nhiêu thì cả nhà lì xì. Châu Đốc An Giang đường quốc lộ 2000. Núi Sam Châu Đốc đó cả nhà. Rồi giờ qua bên chỗ bún bò Quế cô Sưng nha, ông chủ ông kêu qua đây thì cho nó mát. Còn cái này là cái này của tôi. Cái này của tôi nè quý vị, đang dắt chừa nè, nó ngồi nó dắt vàng cho tôi luôn rồi nè, đớp lưng. Còn làm gì nữa không? Còn nữa hả? Làm gì nữa? Này đâu phải không? Dạ. Để sáng cái điện thoại cho mẹ luôn kìa. Là của bà ngoại đó. Bà ngoại hả? Đây, phục hồi đường cũ. Có chữ luôn nè, phục hồi đường cũ nè. Rồi gớt cái gì bên ơi? Gớt hộp rồi kìa, qua lấy hộp, gớt hộp rồi kìa. Đó, ngang qua thì quán cơm Tung Lò Mò nha, quán cơm đặc sản Châu Đốc nè, ngon lắm quý vị. Ta ghé là ăn cũng đông nè mọi người. Xe du lịch khách phương xa nào ta lại cũng nhiều. Sao? Thấy đuối không? Không. Vui vậy? Không mà giấc trưa nắng thấy mồ luôn. Kiếm cái vụ bự bự con. Dạ. Kiếm cái vụ này, cái vụ này đâu có đủ đâu. Kiếm vụ bự bự chứ. Hai cây đi. Hai cây không có chỗ để. Cái gì? Hai cây đâu có chỗ để. Để đây nè. Để chỗ này nè. No chưa? Dạ rồi. Nha. Chút xíu đi coi thợ đóng cái xe tới đâu rồi. Dạ. Biết chỗ nào không? Dạ cũng không biết nữa, chứ con ngoại cũng biết nè. Dạ, nữa kêu ngoại dẫn đi coi thợ đóng xe tới đâu rồi. Có mạnh quân người ta tài trợ cho đóng cái xe ha. Giờ đang ở không mà làm giùm cho tôi này. Rồi nó sơn nó lấy kêu lấy cái ốp lưng ra nó sơn luôn. Mà vàng luôn nghe cái gì. Cái sơn này là cái sơn của cái công ty gì đó phải không? Cái ông dạ. Gì đó phải không? Dạ. Ờ đây nè quý vị, cái màu nước sơn này nó đẹp lắm nha mọi người. Y gan là vàng 24 luôn á. Rồi mà họ có xịt bóng nữa không? Có nhưng mà chơi xịt bóng để nhà.
bóng ha, quả thử rồi đẹp sắc sảo luôn không, mua gì hả? Chút đường chạy sơn bóng đâu có, nhà có mà, nhà bỏ ở nhà rồi. Thôi kệ, để đi có gì nữa chú chạy về đó, chú lại đó chú xịt vài cái là được rồi. Đây anh em trên cái chiếc xe phục hồi đường cũ, bữa nay thì có mẹ ra, có mẹ bé ra để mà đem cơm ra cho mấy đứa nhỏ nha quý vị. Hồi bên đó nắng quá, ông chủ bún bò Huế cô xin không kêu qua đây để cho nó mát, chủ cũng tốt rồi. Này của ta đặt gọi cho này. À, con làm phục hồi tượng này là tới bây giờ là được ngồi đây là bao lâu rồi? Hình như đứng tuần lễ đây. Không, lúc mà hai anh em ngồi luôn á, hai anh em ngồi luôn. Dạ đó. Kể từ ngày đầu tiên ngồi đây là đứng tuần lễ đây. Vậy hả? Dạ. Vậy là tuần lễ ha, nhưng mà con đã biết cái công việc này con đã phục hồi lâu rồi hay sao hay? Dạ. Chỉ làm ở nhà thôi hả? Dạ. Rồi sau này ngoại lớn tuổi, ngoại làm không nổi nữa, coi hai đứa mới ra đây. Dạ. Ừ. Mà làm cảm thấy sao, hai đứa làm cảm thấy sao? Dạ vui. Bình thường ha? Dạ. Ừ. Nó có trở ngại gì không? Nó có khó khăn gì không? Dạ không. Ví dụ như con làm phục hồi mấy cái tượng ông Phật, bà Phật, Quan Âm đồ nè, con thấy cái nào khó nhất? Cái nào cũng dễ chân. Cái nào cũng dễ chân hả? Làm được được chân hả? Cái nào cũng làm được chân ha. Dạ. Có nhiều cái tượng nhiều khi nó bể nhiều quá đó, rồi mình phục hồi được không? Dạ được. Rồi làm sao? Mình đắp đồ vô xong rồi mình chà đồ lại. Đắp cái gì? Đắp bằng xi măng trắng với nước sơn. Nhưng mà cái thời gian chắc khoảng lâu hơn ha. Dạ. Trời ơi, vậy là cái nào còn làm được chân ha? Vậy là dạ. cứng ngày rồi quê. Cứng ngày rồi. Được chứ bạn. Bắt được không á? Đó nha. Có bản con du lịch Sam nè đó, ở đây ngã tư quốc lộ 2000, gắn làm nghe bà con thương lắm đó. Dạ. Sắp tới là được cái điện thoại nữa hả? Dạ. À, cô chú hứa hay gì? Dạ. Ừ, còn thằng còn bo thì có rồi ha. Dạ. Có đem theo không hay là không? Để nhà nó lấy ấy sim để vô đi mua sim. Dạ. Hai con có giấy chứng minh mà phải không? Không có, người ta đăng ký. Ta đăng ký giùm ha. Dạ. Ừ. Bây giờ mua cái gì cũng có đăng ký để chứng minh. Xong chưa con? Xong rồi. Rồi cái này là nó tặng cho tôi nghe quý vị. Cái này là nước sơn gì, nước sơn bóng, nước sơn gì của cái công ty gì quên này. Hả? Nhớ không? Nhớ, nó có cái tờ. Có cái lon đó, lấy cái lon ra coi. Này công ty người ta tài trợ cho mấy đứa này nghe mọi người, sơn đẹp lắm. Sơn nhũ á, sơn nhũ vàng Zebra gì nè. Đó. Đẹp ghê không cả nhà đây nè. Đó, cái này mà xịt bóng vô cái nữa là bóng ngời luôn không? Đó. Sơn này tốt nha. Cho nên nè mình làm mấy cái này nè, sơn nè phải không con? Dạ. Nè, thấy không cả nhà. Đây nè. Thấy không? Sơn đẹp lắm nha. Sơn một cái hết là như vàng 24 nhìn đẹp ghê không? Đó, cũng tài trợ cho mấy đứa nhỏ được mấy hũ đó, Tết này nghe nói Tết này được tài trợ nữa phải không? Dạ. Tết này được mấy hũ nữa phải không? Tết này người ta nghỉ công ty, người ta lại thăm. À, Tết này công ty người ta ngưng, ta nghỉ Tết á, người ta ghé đây thăm mà. Dạ. Ghé lại rồi. Rồi nó còn ướt, con quét lại giùm chú ơi. Rồi. Chú lỡ tay đụng nó còn ướt. Thì đó chú mới đụng đó. Ơi. Lại nó còn ướt nghe quý vị. Chưa khô nữa nó đưa cho tôi vậy. À, đây mẹ của bé nè. Chị thì nghỉ bán rồi, nghỉ bán số rồi. Nhà phụ nấu cơm nấu nước. Rồi chút xíu nữa là nè, hai anh em nó đi coi. Nó coi cái cây cái xe mới nha, được Mạnh Thường Quân tài trợ cái xe mới, không phải xe này nữa nha. Xe này thì nó bị nó hàng nó tự chế nè, tự nó bắt mà yếu, cái này yếu lắm, chạy cũng nguy hiểm, chạy chậm kỳ không dám chạy nhanh nữa. Ừ, để khoai đi con, để khoai chút xíu đi. Đó, cái ốp lưng của Thành, ốp lưng màu vàng, ốp lưng vàng thêm luôn đó quý vị.